Jennifer rất là vui khi hôm nay là một trong những vị khách mời đến tham dự buổi khai trương của chi nhánh đầu tiên của Suwasu tại thủ đô Hà Nội. Và Jenny cũng được trải nghiệm những sản phẩm của Suwasu do tập đoàn Amore Pacific sản xuất và phân phối. Và Jenny rất là thích và ấn tượng với sản phẩm của Suwasu. Tại vì Jenny nghĩ rằng nó phù hợp với mình. Thứ nhất là nó mang những cái nó truyền thống từ thảo dược đông y kết hợp với những công nghệ hiện đại, đem lại hiệu quả tối ưu nhất cho người sử dụng. Và ngày hôm nay thì Jennifer cũng xin gửi lời chúc mừng khai trương đến Suwasu và hy vọng rằng là Suwasu sẽ ngày càng gần gũi hơn và sẽ là sự lựa chọn của nhiều chị em phụ nữ. Được đến khai trương nhãn hiệu mỹ phẩm đông y cao cấp của Hàn Quốc Suwasu. Được biết Suwasu đã có rất là nhiều chi nhánh tại Việt Nam rồi, nhưng mà đây là chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội. Việt Nga mong rằng Suwasu sẽ luôn đồng hành cùng với các chị em thủ đô và giúp cho Việt Nga cũng như là các chị em thủ đô sẽ luôn có làn da tươi sáng đẹp và sẽ luôn tỏa sáng trong mỗi cuộc sống của mình. Chúc cho Suwasu sẽ luôn có thật là nhiều khách hàng và luôn phát triển tại thủ đô Hà Nội.